Các bạn có thể ghét mình, ok, nhưng các bạn sẽ không thể nào mà ghét được cái chiếc máy này, bởi vì nó là chiếc smartphone chính hãng ngon nhất trong phân khúc giá tầm trung cận cao cấp mà các bạn có thể mua được. Đó chính là chiếc Xiaomi Mi 11T. Cùng xem đánh giá nhanh nhá. Phải nói là lâu lắm rồi thì chúng ta mới có một cái chiếc hộp điện thoại nhìn nó truyền thống như thế này. Nó rất dày và đương nhiên là bên trong sẽ đầy đủ phụ kiện rồi. Chúng ta sẽ có cả cáp sạc này, có cả cục sạc nhanh, có cả ốp lưng. Bỏ qua tất cả những phụ kiện này, chúng ta sẽ cùng nhau đến với nhân vật chính. Cách đây vài tháng thì Xiaomi đã chính thức là bỏ cái chữ Mi ở trên sản phẩm của mình rồi, là chúng ta chỉ còn là Xiaomi 11T thôi. Nhưng mà tại mình cứ quen mồm ấy nên là mình cứ gọi là Xiaomi Mi 11T các bạn nhá, cho nó thân thiện. Tại sao mà mình lại nói Xiaomi Mi 11T là cái chiếc điện thoại ngon nhất trong phân khúc giá tầm trung cận cao cấp? Thì đây, cho các bạn xem giá luôn. Giá niêm yết của nó tại 7S đang là 10.990.000 đồng và có rất nhiều những cái chương trình ưu đãi, ví dụ như là giảm giá 1 triệu đồng này, tặng thêm cả máy lọc không khí Xiaomi Mi Air Purifier, cùng với đó là rất nhiều những cái chế độ bảo hành khác nhau. Cái điểm đầu tiên tạo nên giá trị của chiếc máy này chính là hiệu năng của nó với con chip MediaTek Dimensity 1200 Ultra. Ở những con chip của MediaTek thì mình thấy rằng là trước giờ vẫn có rất là nhiều bạn hoài nghi xem là nó có mạnh hay không, nó có ổn định hay không, và nhiều bạn sẽ nghĩ là nó bị đuối ý. Thì thực tế nhá, mình có chấm một vài những cái số điểm, ví dụ như là AnTuTu, Geekbench cũng như là Stress Test với 3D Mark, thì điểm số các bạn đang nhìn thấy trên màn hình đây, nó không phải là những con số ấn tượng. Tuy nhiên, hiệu năng trải nghiệm thực tế của mình thì nó lại khác hoàn toàn và nó vô cùng ổn định luôn. Mình đã test qua với tựa game PUBG Mobile trong thời gian là khoảng 29 phút với setting là HDR cực cao, bật đổ bóng và khử răng cưa nữa. Mức FPS trung bình của máy là 39.6 và gần như là nó duy trì ổn định ở 40 FPS xuyên suốt trận đấu, không giật lag kể cả khi mà combat. Và sau 30 phút mình chơi thì mình có đo nhiệt độ, thì nhiệt độ tối đa ở mặt sau là 39,9 độ C và mặt trước là 37,9 độ C gần cụm camera. Bên cạnh cái chế độ HDR cực cao ấy, mà các bạn muốn chơi mượt mà nhất thì có thể chuyển ngay sang chế độ đó là 90 khung hình trên giây. Và nếu như các bạn không biết thì không phải cái máy nào cũng bật được chế độ này, thậm chí là cả những máy có Snapdragon 888. Và sau khi chuyển sang chế độ 90 khung hình trên giây này thì mình thấy rằng ôi ôi nó mượt lắm các bạn ạ. Và mình cũng khuyến nghị các bạn là bật cái chế độ này chơi đi cho nó sung sướng, chứ cứ HDR cực cao làm cái gì. Rõ ràng là Dimensity 1200 Ultra là một con chip khá ngon và ổn định cho các bạn chơi game cũng như là làm việc thoải mái. Và với cái mức giá tiền như thế này thì đây là một con chip rất là ngon rồi đấy. Điểm thứ hai ăn tiền của chiếc máy này đó là về màn hình. Nó có rất nhiều những cái cải tiến so với phiên bản Xiaomi Mi 10T Pro năm ngoái, và nó không khác gì so với phiên bản Xiaomi 11T Pro năm nay cả. Tấm nền AMOLED 1 tỷ màu, tần số quét 120Hz, độ sáng cao lên đến 1000 nit để đảm bảo cho các bạn vẫn dùng được dưới trời nắng. Nốt ruồi trên cái màn hình năm nay thì đã được dịch chuyển vào phần giữa của cạnh trên, nó cân đối hơn. Cùng với đó là các cạnh viền cũng được vát rất là mỏng và đều nhau nữa. Nó sẽ tạo ra cái sự hài hòa và cực kỳ là đẹp mắt cho chiếc điện thoại này. Bên cạnh những chế độ màu sắc mà máy tự đề xuất thì các bạn cũng hoàn toàn có thể tùy chỉnh màu sắc cho riêng mình ở trên cái màn hình này. Và đặc biệt là trong chế độ đọc sách thì có một chế độ giấy rất là hay. Khi mình khởi động chế độ này lên thì máy sẽ tự động nó chuyển sang cái tông màu nó ấm hơn với ánh sáng vàng. Cùng với đó là nó sẽ xuất hiện cả những cái hoa văn rất giống một tờ giấy. Khi mà chúng ta xem phim buổi tối hoặc là đọc sách thì chế độ này là cực kỳ cần thiết luôn. Và cuối cùng là để tăng độ bền cho cái mặt trước của Xiaomi Mi 11T thì nhà sản xuất đã trang bị cho nó kính cường lực Gorilla Glass Victus. Cái kính cường lực phải nói là cao cấp nhất hiện nay mà chỉ xuất hiện trên những chiếc điện thoại flagship mà thôi. Một điểm cộng nữa, ăn tiền đúng không? Chuyển qua đến phần camera của chiếc Xiaomi 11T này thì nó giống y hệt với cái phiên bản 11T Pro, không khác gì cả, cả phần cứng lẫn phần mềm. Nó gọn, nó không quá lồi, tuy nhiên mình thấy là nó không được sang bởi vì là Xiaomi đã bê cái thiết kế này lên những cái chiếc máy giá rẻ từ đời trước rồi. Chiếc máy này có rất nhiều bộ lọc màu để cho các bạn tùy chỉnh luôn trong lúc chụp, và chụp xong thì có thể up lên mạng xã hội luôn mà không cần phải qua những ứng dụng bên thứ ba. Tuy nhiên là mình sẽ không nói quá nhiều về khả năng chụp ảnh của cái chiếc máy này đâu, mà mình muốn nói nhiều hơn về khả năng quay phim. Xiaomi nói rằng là họ đã tập trung rất nhiều cho tính năng quay phim mà hãng đặt tên là Cinemagic, sử dụng công nghệ AI để hỗ trợ cho các tính năng, ví dụ như là time freeze, đóng băng cái khung cảnh. Thì chức năng này sẽ tạo hiệu ứng dừng hình cho các chuyển động xung quanh chủ thể, như các bạn nhìn thấy mình bóp nước ra, nước nó phọt lên và nó đứng im tại chỗ luôn. Ngoài ra thì chúng ta có cả Magic Zoom này hoặc là Audio Zoom cho phép mà thu phóng hình ảnh lẫn là thu âm được ở khoảng cách xa. Camera selfie của Mi 11T thì giống hệt với Mi 11T Pro với độ phân giải là 16 megapixel. Chất lượng ảnh chụp thì mình thấy là nó khá ngon đấy nhá. Màu sắc tươi tắn, da người mịn tự nhiên mà không bị cà quá đà. Nói chung là mình khá là ưng về cái khả năng chụp selfie trên chiếc máy này. Điểm tiếp theo mà các bạn không thể nào ghét được cái chiếc máy này đó là nó đã được trang bị khả năng kháng nước IP53 rồi đấy các bạn ạ. Bởi vì là rất nhiều điện thoại Trung Quốc trước đây không làm được không? Thì cái máy này nó có làm đó, và nó có luôn cả loa stereo nhá, đỉnh nhờ. Bên cạnh đó thì cái thiết kế của nó thì cũng vô cùng cao cấp với mặt lưng kính này, viền nhôm.
cầm nắm thì rất là chắc tay, đầm tay, tuy nhiên là nó hơi bị trơn. Và mặt lưng thì đương nhiên rồi, nó vẫn bám mồ hôi dấu vân tay đấy. Nhưng mà vì cái màu sắc của nó màu đen ấy, xong nó sẽ có những cái hiệu ứng nó chuyển dần sang màu xám, nên là chúng ta sẽ không nhìn thấy quá nhiều bụi bẩn ở trên cái mặt lưng sau của chiếc máy này. Đây là một thiết kế mình đánh giá rất là cao. Bên cạnh phải của máy sẽ là phím tăng giảm âm lượng kết hợp với phím nguồn, tích hợp luôn cả biến vân tay và tốc độ nhận diện khá là nhanh. Cuối cùng là về thời lượng pin, Xiaomi Mi 11T có viên pin là 5000 mAh với tốc độ sạc nhanh là 67W, có thể bơm đầy viên pin này trong thời gian từ 36 đến 37 phút. Thì trước giờ ấy, năng lượng luôn luôn là một cái thế mạnh của những nhà sản xuất đến từ Trung Quốc rồi, Xiaomi thì không phải là ngoại lệ và các bạn hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng chiếc máy này trong cả một ngày dài. Như vậy là trong video ngày hôm nay thì mình đã gửi đến cho các bạn bài đánh giá nhanh về chiếc Xiaomi Mi 11T. Nhắc lại cho các bạn đó là nó đã được bán tại Cellphone S với mức giá là 10.990.000. Thôi, một mức giá phải nói là quá tốt với những gì mà nó mang lại. Vậy thì các bạn nghĩ sao? Các bạn thấy rằng là nó có điểm gì mà các bạn có thể ghét hay không? Thì hãy comment xuống bên dưới để cho mình được biết. Mình thì thấy là nó cực kỳ ngon rồi đấy, không còn cái gì ngon hơn nữa đâu. Rồi, thì các bạn cũng đừng quên là hãy like, share và subscribe Vật Vờ Studio nhá. Sắp tới thì mình sẽ so sánh cái chiếc máy này với cả những chiếc iPhone cũ nữa để xem là đâu mới là sự lựa chọn khả dĩ cho chúng ta. Ok, hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.